tối chủ nhật vui vẻ, thấy được cái tình cảm rất là dễ thương chân thật. Nhưng tôi nhớ là nãy chụp hình lên á là bốn người, là có bạn Vũ là bạn Thiên Vương Thế, thì đặc biệt là có một cái anh chàng đầu chọc bên đây hồi nãy là tên gì ạ? Phan Đinh Tùng chị. Phan Đinh Tùng. Hồi xưa là Trung Tùng. Khi người ta tách ra thì người ta, bây giờ tôi là con sao rồi, giờ tôi cao mình rồi, tôi đâu cần các bạn. Dạ anh Tùng thì có chủ động gọi cho tụi em cách đây khoảng 2 năm, 2-3 năm trước, khi mà anh ra một cái album. À khi người ta ra CD người ta mới kêu tụi em đúng không ạ? Dạ không có, tụi em vẫn đi ăn uống ăn nhậu bình thường. Hương thì hay rất gặp Tùng ở bên Mỹ. Tại anh ta đi show và gặp nhau thì ít bao giờ thấy nhắc đến các bạn lắm. Anh Tùng anh khùng lắm chị ơi. Ca sĩ mà thích quýnh trống. Chị có thấy đi show bên Mỹ chị ảnh thường hay chụp qua cái trống để anh đánh, để anh đánh không? Này bạn quý mến ơi, và thời gian mình luôn gắn bó dù cho bao tháng chờ đợi. Bạn bên tôi trong những lúc khó khăn, vượt qua những thử thách của đời mình, cùng nhau ta bước đến một ngày mai. Này anh em, khi ta bước bên nhau, đừng xa một phút chốc lại thật gần. Chạy sức sống mới chặn được cười vương tin. Hãy cùng cười ban đầu bạn ơi, để khó khăn sẽ rời xa. Nào cùng mong cho tình bạn hữu, để giữ bao chân thành mãi nhật vui vẻ. Đây là một trong những bất ngờ hay, và tôi tin rồi. Chắc với quý vị là chúng tôi đã bằng mọi cách, và kể cả Việt Hương cũng không hề biết Phan Đinh Tùng có mặt ở đây. Khi mà Việt Hương ráng cố tình hỏi những câu mà đau nhất, Tùng có bao giờ liên lạc không, hay là Tùng có chảnh không mà không bao giờ nhớ đến các bạn không, thì ba người còn lại ở ngoài đây đều nói là Tùng rất là dễ thương, Tùng quan tâm bạn bè, hay là đều là bốn đứa được chơi chung với nhau. Chỉ có Hương hỏi quá thì có nói chút xíu là Tùng hơi bị khùng. Đó. Nóng tánh thì bắt đầu tôi khui dần ra. Và khi mà không biết là Tùng đã được sắp xếp như thế nào, mà khi mời bạn ra đây thì Hương đứng ở góc này, Hương nhìn qua đúng như là cái lời bài hát, tôi vô cùng xúc động luôn. Và tôi nghĩ nha, tới lúc này tôi không nghĩ là đây là cái nhóm MTV đã tách ra và là bốn thành viên như cũ thôi. Chỉ có thể là trong cái lúc bây giờ mình lớn rồi, mình bộn bề trong cuộc sống rồi, gia đình vợ con rồi, thì các bạn có thể tách riêng ra đi hát, nhưng mà nếu cần thì các bạn vẫn quay về ha với nhau. Cho nên là đối với Hương và tôi thấy là anh Thiên Vương anh đã chảy nước mắt trước tôi. Tại tôi là người chuyên môn chảy nước mắt, mà bây giờ Phương chảy nước mắt trước ạ. Tôi yêu cầu anh ra đây đứng ạ, để bắt công là tôi lòng lắm. Mọi người lại nói tôi mất nước ạ. Đó là Phương khóc trước tôi nha. Kỳ này tôi khẳng định. Tại sao em khóc? Lý do tại sao? Tại vì nát đơn bỏ em. Thực ra khi mà anh Tùng ảnh rời nhóm thì lúc đó chưa có em. Nhưng mà thực sự là khi mà anh em kết hợp với nhau trên sân khấu, và nhất là trong cái khoảng thời gian vừa rồi, có nghĩa là năm vừa rồi, thì bài hát này là bài Sóng Tình được viết lại với một cái chương trình mà nó có một cái tên gọi cũng rất là hay, đó là Một Lần Là Anh Em Thì Mãi Mãi Là Anh Em. Thì anh Tuấn đã viết lại lời là mãi mãi là anh em. Điều này là mãi là anh em, nhưng mà đó, cái tour đi diễn chung á là tình anh em. Dạ, yeah, nhưng mà Tuấn là người viết lại. Hầu như hình như tôi thấy Tuấn viết rất là nhiều. Nhưng mà giờ hỏi riêng Phan Đinh Tùng, cái tên nào mới là đúng tên của em? Có một cái cách để cho mọi người dễ nhớ, đó là Phan vô cái đinh nó kêu một cái tùng. Yeah, tại vì thực sự á, ở ngoài khán giả gọi là Phan Đình Tùng rất là nhiều. Do cái âm vật giống như bài hát vậy đó, thì Phan Đình Tùng nghe nó thuận miệng hơn là Phan Đinh Tùng. Thành ra là cái đó là cái thuận miệng thôi, cho nên mọi người cứ nghĩ tên đó của em. Nếu như mà đã tới với chương trình, tất nhiên là nhóm MTV cùng với Việt Hương ngồi ngoài này, cái cảm giác của Tùng khi được mọi người âm thầm gọi biểu dấu, thì lúc mà em đứng trong đó, em nghe bạn em tâm sự, cảm giác em như thế nào? Những cái kỷ niệm với các thành viên nó ùa về. Yeah, rất là nhiều cảm xúc, nhớ đến mình rất là chi tiết như vậy. Còn đối với lại Minh nè,
À, Tuấn nè, Tuấn từ lúc mà chị biết cái nickname của em tới giờ chị hơi quận quận chứ. Thôi khỏi mình đi, khỏi mình đi. Ha, mình là gặp Tùng diễn chung rất là nhiều. Em không nghĩ là chương trình sắp xếp rất là hay như vậy. Tại vì cách đây khoảng 2-3 năm thì khi đó anh Tùng có mời tụi em lại một cái dự án rất là đặc biệt của anh Tùng. Yeah. Trong cái album thì có một cái bài rất là hay, đó là bài Dẫu Người Không Đến Đây. Thì là mời tụi em hát chung lại và là chụp lại những hình ảnh giống như là một cái band hồi xưa đó, chơi band với nhau rồi cái thứ rất là xúc động. Thì sau đó một thời gian anh Tùng lại có một ý định là khi mà anh Tùng nói là anh Tùng quyết định là không ở Việt Nam nữa, đi định cư, thì mọi người đều rất buồn và cũng có chia sẻ rất nhiều với anh Tùng. Nhưng mà rất vui hôm nay là người đã ở đây rồi. Mua vé máy bay. Dạ. Mà thực sự là bay từ chị? Bên kia để đáp lại hát đúng 2 phút rưỡi thôi. Dạ. Hát 4 phút dài cũng cho nữa. Tại vì hôm nay là của MTV chứ không phải của Tùng. Cho nên là tôi thấy Tùng xuất hiện hát. Và quan trọng mà quý vị có biết là một cái điều rất là đặc biệt là Việt Hương rất là trân trọng những giọng hát này. Rồi tôi kia cất Tùng lên nè. Rồi ba bạn lên hát, trời tôi quý giờ tôi như tôi thích vô cùng luôn. Là tôi nhớ là các bạn có cái bài nào mà hát từng người á, mà không cần nhạc gì trơn á. Một câu bài đó để tặng cho Việt Hương riêng của Tối Chủ Nhật Vui Vẻ. Tinh tang có cái trong cơm khen ai khéo vô anh mi bồng nền bồng anh mi bồng nền bồng một bầy tang tình con xít một bầy tang tình con xít anh mi lội sông anh mi đi tiếng em nhớ thương ai. Con mắt tình bằng gì hơi mê lìm gì một bầy tăng tình con nhẹ mấy răng tới mấy đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khách tang bồng duyên nợ khách tang bồng tôi mong là các bạn phối hợp với nhau, dù Tùng ở đâu thì phối hợp lại để làm những cái show, những cái boy band như ngày xưa. Mong là các bạn mãi là anh em như là Tuấn nói. Qua mãi là anh em. Đón xem Tối Chủ Nhật Vui Vẻ lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.